Vâng, hôm nay em Thành Cao Thu cũng rất là vinh dự là được cùng toàn thể anh em bàn giao những chiếc xe lắp A bản tiêu chuẩn màu đen cho đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thế thì cũng rất là cảm ơn tất cả các khách hàng của chúng em đã luôn tin yêu và ủng hộ dòng xe VinFast. Thế thì rất vinh dự cho VinFast Hải Dương là cái nơi được các chú, các cô, các bác trong Hội đồng Nhân dân tỉnh lựa chọn là nơi để nhận những chiếc xe VinFast Lux A đây. Thế thì hôm nay cũng là một cái ngày giao xe như những cái lễ giao xe thường niên tại VinFast Hải Dương chúng em. Thì rất là mong các bác hãy cùng em đi đến những cái quá trình bàn giao những chiếc xe VinFast Lux A cho khách hàng thân yêu. Khi lại gần thì các bác có thể thấy là những chiếc xe VinFast Lux A màu đen rất là sang trọng và đẳng cấp của VinFast, đúng không ạ? Đi lại gần đây thì các bác có thể nhìn thấy là màu đen luôn luôn là cái màu sang trọng và lịch sự, bản tiêu chuẩn mà đã đẹp long lanh như trong tranh như thế này rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đi ra cái phần đuôi xe. Ở khu vực kia thì là chúng em đang làm những thủ tục bàn giao giấy tờ cho các cô chú đến từ Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đấy. Anh em chúng em đang hướng dẫn các cô chú sử dụng xe và sử dụng những cái tính năng trên xe, đúng không ạ? Rất là chu đáo và tận tình đến từ những tư vấn bán hàng của VinFast Hải Dương chúng em. Vâng, còn bây giờ là những cái khoảnh khắc mà bên em đang cùng các cô chú lưu lại những cái khoảnh khắc tình hình trước khi bàn giao xe và là cái lễ bật nút sâm banh truyền thống ở tại VinFast Hải Dương chúng em. Đang rót những cái ly sâm banh mời cô chú. Đây, nhìn thấy ạ. Bên chúng em luôn luôn là những cái đội ngũ anh em vô cùng là chu đáo, nhiệt tình. Sẽ là những cái câu chúc đến cho các cô chú và các cô chú đi tốt dùng bền, vạn vạn bình an. Vâng. Thất vọng cả, đúng không ạ? Bây giờ sẽ là em xin phép là đến đây thì tạm dừng cái video để thực hiện các cái thao tác còn lại, thực hiện những cái thao tác còn lại để bàn giao 3 chiếc xe và cho các cô chú ở trong Hội đồng Nhân dân tỉnh và tỉnh ủy. Vâng, xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.